Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chiêu Su Audio Bắc Giang. Buổi sáng hôm nay 19/8/2023 thì bên em tiếp tục lên sóng cho các bác một bộ mic Beyer 780 với mã là Beyer VS HT200G các bác nhá. Thì đây nó chính là ruột gan nội thất các thứ của Beyer 780 và kể cả mặt mũi hình thức nó cũng giống Beyer 780 các bác nhá. Đấy, tuy nhiên thì công ty người ta ra thêm một cái model đó là HT200G để cho nó đa dạng thôi. Em cũng đã nói rất nhiều trên các cái video của kênh em rồi. Thì cái tên này thì nó không quan trọng là các bác xem máy móc mặt mũi rồi các thứ làm sao nó hợp với ý mình nhất thôi. Cái mặt mũi thì nó hợp với mình mua thôi. Thế còn máy móc các thứ này em bao cho anh em là hàng của Beyer thì nó là có mấy cái vỉ đấy thì em cũng quay rất là nhiều trên các video của bên em rồi. Đó, có mấy cái vỉ của Beyer chính hãng thì các bác biết rồi. Cái bộ này ngày hôm nay thì nó là bộ hộp sóng kép. Và cái hộp sóng kép này bao giờ là nó sẽ có cái chữ Beyer VS nằm trên này. Đấy. Thế còn kể cả là mặt máy nó có chữ Beyer. Nhưng mà nếu là nó là cái hộp sóng đơn ấy, hộp sóng to ấy, thì nó sẽ không có cái chữ Beyer này nữa các bác nhá. Đấy, cái này là do cái bản version người ta thiết kế. Cái main vỉ, cái main này, cái flip này là nó đã dập sẵn cái chữ Beyer này rồi. Thế còn những cái bản mà hộp sóng to này thì người ta bỏ cái chữ Beyer này đi. Đấy, ở bên này nó cũng có chữ ký của KCS người ta kiểm tra. Đấy. Mạch máy thì các bác sẽ nhìn thấy là không có gì để suy nghĩ rồi. Đấy. Tên của nó là Beyer VS HT200G. Đây là mã model này thì hôm trước em có bán một lần rồi. Có bán một lần rồi chứ không phải là chưa bán bao giờ, có bán một lần rồi. Hôm trước thì về như nó có hai bộ hay ba bộ rồi đó. Hôm nay thì có một bộ thôi. Hôm nay thì nó là tay da cá các bác nhá. Thì đây em đánh dấu rồi, test ngon lành vào rồi, đánh dấu sẵn vào đây để cho đỡ lẫn với cái mic khác. Đấy. Vì nhà nó nhiều mic cho nên là em đánh dấu sẵn ở đây là HT200G vào đây rồi. Đấy. Thì là để cho nó đỡ lẫn. Đấy. Tránh trường hợp là nó bị lẫn vào cái đầu thu khác. Thì lẫn thì nó cũng chẳng sao cả bởi vì nó ăn nhau hết thôi. Nhưng mà về lô nào, về cái bộ nào thì em đánh dấu luôn vào để cho nó đỡ lẫn. Đấy. Thế còn về máy móc là các thứ là đầu thu tay chân các thứ là nó ăn nhau lẫn lộn thôi mà. Nó không có cái gì khác đâu các bác nhá. Đấy. Thì về đằng sau thì con này nó cũng giống như các cái đời Beyer khác thôi. Nó cũng có nguồn này, anten này. Chỉnh độ nhạy, rắc ca lông và dây 6 ly. Thì cái bản rất nhiều người thích tìm cái lời này bởi vì là ăn chăm chăm là nó có chữ Beyer VS ở đây thì nó không lẫn lộn được với lại hàng giả hàng nhái đấy. Thì rất nhiều bác đi mua hàng là thích có cái chữ Beyer này bởi vì cái vỉ này nó là vỉ ở cái phần khu vực sóng này thì các bác sẽ nhìn thấy nhiều linh kiện nhất, nó đủ linh kiện nhất trong các đời Beyer. Các bác lưu ý nhá, đủ linh kiện nhất trong các đời Beyer. Những cái hộp sóng to thì nó sẽ thay thế hay là gì đó bằng những con linh kiện khác thì nó sẽ thu gọn lại bằng trong một cái hộp sóng to rất nhỏ, rất gọn chỗ này thôi. Thế còn cái đời này thì tất cả xung quanh nó vẫn còn rất nhiều linh kiện. Thế còn cái đời mà hộp sóng to các bác nhìn thấy là nó chỉ có vẻn vẹn ở cái hộp sóng này thôi. Thế còn xung quanh bên ngoài nó không còn nữa. Đấy. Thì cái đời này nó là đời bản linh kiện đủ nhất của dòng Beyer các bác nhá. Linh kiện đủ nhất của dòng Beyer. Nhưng mà dòng hộp sóng kép này các bác nhá. Đấy. Thì ngày hôm nay thì chỉ có một bộ thôi. Bộ này thì có tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhé. 780 các bác, kể cả khi các bác bật lên thì nó cũng sẽ hiện chữ BS 780 các bác nhé. Đấy. Đấy. Hiện chữ BS 780 này, ăn chăm, không sai gì đâu được cả. Đấy. Dòng này thì có tự ngắt gia tốc thì em đang để ở đây rồi. Các bác nhìn cầm lên là nó sẽ sáng màn hình, nó hát trở lại bình thường. Còn khi các bác mà ngồi đây thì nói chuyện lúc đầu thì nó vang vào mic nhưng mà khoảng 3 giây sau là các bác sẽ không thấy nó vang vào mic nữa. Đó, các bác nghe rất là rõ lắm. Đấy, em đang để chiếc đáp nó rất nhỏ thôi, các bác sẽ không nghe rõ. Nhưng mà khi em cho to lên này. Em động vào đây các bác nhé. Thì em nói chuyện này các bác nghe tiếng nó vang vào loa rất là rõ đúng không? Đấy, tuy nhiên là khi 3 giây sau các bác sẽ không nghe tiếng nữa. Đấy là nó tự ngắt. Thế còn gia tốc khi các bác làm rơi thì nó sẽ không phát ra tiếng nổ. Mic vẫn đang hoạt động. Các bác alo. Các bác cầm lên tung này nó sẽ không. Đấy, các bác lưu ý là hạn chế tối đa cái việc test gia tốc các bác nhé. Thì vì cái này nó có một bộ thôi thì vẫn em test luôn. Em test luôn cho các bác dễ. Về các bác không phải test lại nữa. Hàng nó chỉ có một bộ thôi. HT200G và mặt mũi con này mặt màu xám xanh rất là đẹp. Nói chung là hình thức thì gần như là đẹp đến trên 90% các bác nhá. Nói chung là có sức nhẹ các bác nhá, có sức nhẹ, không tránh gì đâu các bác nhá. Đây là em quay trên ánh điện. Này, các bác có thể nhìn nghiêng nhìn dọc này. Cái này là do lúc lắp vào thì nó xước thôi. Cái này nó nằm bên trong các bác nhá. Đấy. Thì các bác lắp vào thì là cái cạnh này nó cào vào. Đấy, cái cạnh này nó có một cái cạnh gập đây để cho nó chắc, nó cào vào. Để không tránh gì đâu nhá. Và bên trong này nó không tránh gì đâu. Đấy, cái cạnh đấy là lúc mà các bác lắp vào nó sẽ cào vào. Đấy. Đây là lắp lưng của nó, lắp lưng còn rất là đẹp các bác nhé. Lắp lưng đây, các bác nhìn nghiêng này, còn rất là đẹp luôn. Đấy, không có xước sát gì nặng. Đấy. Kể cả mặt máy các thứ, còn rất đẹp luôn các bác nhé. Tay chân thì quá ok rồi. Đấy, lấy pin lấy biếc thì bao cho anh em là đầy đủ. Đấy, cái lấy pin này, đấy, sạch đẹp. Đấy. Và củ con này sử dụng K8.
Con này sử dụng củ K8 màu vàng zin nguyên bản các bác nhá. Đấy. Sử dụng củ K8 màu vàng zin nguyên bản. Tất cả là em bao zin nguyên bản 100% cho anh em. Đấy, cái này thì do cái rọ của nó lúc mà vặn ra nó dính vào đây là nó bẩn. Đấy. BioVS nhá các bác nhá. Zin nguyên bản hết củ K8. Củ này thì bao cho anh em là hay xịn. Đấy. Không hay các bác cứ giả lại cho em. Đấy. Không hay các bác cứ giả lại cho em. Đấy. Củ K8 zin nguyên bản màu vàng. Đấy, củ này thì nó sẽ có màu xanh, màu tím, màu vàng, màu đen và màu hồng. Thì nó tùy từng cái lô ra người ta sẽ cho các màu khác nhau. Đấy, con này màu vàng là củ zin nguyên bản các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy là củ zin nguyên bản đẹp mướt mát luôn. Ok chưa? Và ngày hôm nay thì có một bộ lẻ này thôi thì em sẽ xả cho các bác với một mức giá cực kỳ là tốt luôn ạ. Xả hôm nay xả cho các bác giá cực kỳ tốt. Lắp lại cho các bác nhá. Đấy. Ok, các bác đang xem thì tặng em Dung một nút like các bác nhá. Các bác đang xem thì tặng em Dung một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh các bác nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em các bác nhá. Rồi ok. Và không để các bác chờ lâu nữa thì em cũng xin phép alo thử tiếng mic, sau đó là sẽ báo giá cho các bác luôn. Bởi vì là có một bộ thôi, em cũng sẽ làm nhanh. Đây, em alo cả hai tay mic luôn cho các bác nhá để các bác có thể nghe. Đây, tay bên nói đây. 1 1 2 5 5 6 7 1 1 2 5 5 6 7. Đây là vừa lấy em nhận, em động vào những cái nút này thì nó đang nhấp nháy các bác nhá. Lát nữa em sẽ nhấn lại sau. Rồi. Đến 1 1 2 5 5 6 7 1 1 2 5 5 6 7. Đấy, vừa lấy em nhấn vào những cái nút này. Nếu các bác mà trong quá trình sử dụng mà nó nhấp nháy này là có nghĩa là các bác vừa chạm vào cái nút này nó đang nhấp nháy, các bác nhấn nút set này. Nhấn nút set này thì có thể nó sẽ mất sóng. Bởi vì sao? Bởi vì có lẽ vừa nãy các bác đã nhấn vào những cái nút lên xuống này rồi. Thì bây giờ các bác sẽ nhìn, nếu mà chỉ nhấn 1-2 bước ấy, thì các bác sẽ nhìn ví dụ như cái này nó hiện 101 này. Thì các bác nhìn cho em này. Ở đây em đang ấn lên 103 rồi. Thì các bác muốn xét về thì các bác chỉ nhấn xuống này. Các bác nhấn xuống này. 101 này. Đấy, các bác nhấn nút xét phát là tự động nó nhận sóng lại. Đấy. Thì cái tay 101 này nó lại nhận sóng lại. Hay cái tay như này. Cái này nó đang, cái tay mic này nó đang ở 001 đúng không? Thì các bác nhìn thấy em ấn lên 003 rồi đúng không? Đây, cái này là bẩn chưa lau kỹ này. 003 này. Đây các bác nhá. Đấy. 003 đó. Thì các bác nhấn xuống 001. Thì các bác nhấn nút set phát tự động nó lại nhận sóng lại. Đấy, rất nhanh thôi. Đấy. Đến 1 1 2 5 5 6 7. Nói chung là cặp này thì tiếng quá hay luôn các bạn, không thể chê vào đâu được. Tiếng quá hay luôn. Đấy, những dòng mà tiếng mà cái K8 này thực sự các bác là chưa bao giờ để các bác thất vọng đâu ạ. Tiếng rất đều dài, hay hát nhẹ, giảm ru rít cực kỳ là tốt luôn ạ. Đấy, thì ngày hôm nay chỉ có một bộ thôi. Đấy, em xin phép báo giá cho các bác, giá là 1.850.000 các bác nhá. Rẻ hơn cả bao rủi xanh rồi. 1.850.000 một bộ. Và bên em vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác nhá. Tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác và vẫn tặng cho các bác một bộ pin sạc. Các bác lưu ý nhá, các bác xem kỹ video giúp em nhá, vì nó cũng không có dài đâu, 7 8 phút đến 10 phút thôi. Các bác lưu ý nhá, em tặng đầy đủ phụ kiện này, cả tay bắt tủ máy cho các bác này. Hàng thì em đã test ngon lành, sóng sánh ok hết các bác nhá. Bao nhiêu em nhận hàng kiểm tra sóng sánh ok. Đấy, bao nhiêu em nhận hàng kiểm tra test hàng tiếng ok. Cắm vào dàn máy thử sóng sánh tiếng ok, các bác nhận hàng cho em. Và sản phẩm này được bảo hành 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. Ok chưa? Giá em xin phép báo giá lại là 1.850.000 thôi ạ. Chỉ duy nhất một bộ này thôi, chỉ còn duy nhất một bộ sót con này thôi. Giá em bán là 1.800.000 bình thường các bác không bao giờ mua được dưới 2.1.000. Không bao giờ các bác mua dưới 2.1.000 đây. Ngày mai em xả kho cho các bác một bộ duy nhất này 1.850.000, bao ship tặng bên sạc các bác nhá. Rồi, các bác đang xem tặng Dung lúc này. Bác nào chưa đăng ký kênh các bác nhớ đến đăng ký kênh các bác nhá. Rồi, video của em xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730, hoặc các bác có thể đến tại cửa hàng em xóm chùa Liên Sơn Tân Yên Bắc Giang mua hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.